Nhờ cách duy nhất để đánh là nó sẽ kiểu như con Poppy nó phải dắt được cái team nó lay lên đó nè. À, rất là ở viện đây chung với team nó ăn mạng nghe. Tao bị điên rồi. Để level 3 năm level 3 mới biết được con này cầm tala, con này có lại biết chơi. Mình né thì có chó rồi đó anh em. Ui anh em ơi, fix từ từ nè. Khuya rồi. À, bình tĩnh fix nhẹ nhàng thôi để tôi còn có carry này chứ mấy ông fix lực vậy. Chúng ta farm hơn nó được 30 lính không? Top gãy đây nè. Boss có vẻ ổn. Boss vẻ ổn nhưng mà top gãy mất tiêu à. Phú Lộc, nó gặp kèo trên quá nên phải chắc cú. Con này không giết được mình không? Kèo này tính là kèo vừa. Anh Nvidia không tính thua kèo April đâu. Chỉ là thằng ảnh ngon thôi. Ủa sao mất mạng tách chủ rồi? Ủa mình ngáo rồi. Ủa mình tưởng mình ăn tách chủ rồi. Tự dưng chấp 160 tiền kìa, khó hiểu chưa? Mình tưởng mình ăn tách chủ luôn rồi anh em. Ui vãi. Mình không di chuyển cho phim mình được thì ngáo không? Đấy mà là Nguyễn Duy Anh, cảm hứng với phép thuật cái nào ngon hơn anh? Con gì mà sánh chứ con Poppy sánh khó chịu kinh khủng lắm. À, cái CC của Poppy nó khó chịu kinh khủng luôn. Biết người vé thì top mà không bại được kìa, thấy không? Giờ cách duy nhất để đánh là nó sẽ kiểu như con Poppy nó phải dắt được cái team nó lay lên đó nè. À, rất là ở viện đây chung với team nó ăn mạng nghe. Thôi không đánh được chế được nó là bỏ đi. Thôi bỏ đi không. Đứng cái góc đó Poppy đè cho cái cút chưa. Nguyễn Hoàng, skin Svean hồ kia ra chưa anh? Đây. Không biết hay một mình con Poppy dắt hết cả cái game này win luôn á nè. Đừng làm ra chơi mà. Bị đẩy vô từ một cái là cút đó. Cái gì vậy? Đi Hoàng Huy, khó cho em Sơn rồi. Thôi, mày bị điên à. Ai chiến được nó này? Đánh được ha, đánh được ha. Team nó cover với team. Lưu lại bạn, lưu lại nó chết. Được rồi. Quay lại cover team. Ta hết trơn rồi. Người Robert bắn người ta, nhấc máu.
Long chấn thiên, nay Sơn hết tiền thuê diễn viên hay sao đấy? Từ từ con Bobby, từ từ nó thể yếu, thả sứ giả mít đi, thả sứ giả mít đi, thả đây không? Thả đây rồi mình ăn rong baron này. Ok ngon rồi đó. Thôi đừng đánh à. Mình đừng đánh. Quả này là con giết nó lên dạo hồi máu cũng sẽ hợp lý, tại vì đam con giết là đam. Thế mà để mất gần cả cái nó. Quang Tuấn, anh sát mít SU, em hâm mộ anh lắm. Nó nói là con Bobby nó sẽ yếu lại mà. Này. Nó có không con Yumi chuẩn bị khó chịu ghê. Đừng có đi cái góc 6 nè. Ra khỏi góc đó. Nguyễn Khắc Vĩ, được. Đánh răng đã nha Sơn. Bình tĩnh đừng có ảo. Minh Huy, muộn thế em. Ok. Ok. Chưa? Ăn rồi em. Hôm nay mình mới ăn có 2 buổi nè. Rồi chạy hồ luôn á. Ơi. À, ủa. Gì đơn giản vậy? Ủa. Ủa, cái gì vậy? Phạm Hưng, top 1 Easy Việt Nam. Ồ, thế là đánh mình chết mình luôn nè, ghê chứ. Cuộc sống là những điều dễ dàng. Tại sao lại như thế mọi người nhỉ? Tùng Thanh, thế anh giải thích tia UV là như nào anh? Mặt cười. Sau đây chúng ta sẽ có một cuộc solo kill đấm 3 thằng nữa biết. Tim ơi. Quẹt, sợ, mặt cười. Rượu ngọt làm ta đắng say. Mày đúng. Ghê chưa? Vào đó. Má. Nào. Nào. Mọi người ở đâu rồi? Mấy nát.